Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng cô chú đến với kênh Tin Sắt Đất Thắng nha cô chú. À, tối nay là ngày 20 tháng 11. Hai em với Gùm với Nhịn lên tiếp tục cho anh em cũng như cô chú mình tham khảo một ít máy ha. Đây em quay ngẫu nhiên cô chú. Còn một số máy thì bên em có chuẩn bị sẵn, còn đặc biệt giống như máy xăng nè. Rồi máy đây em có soạn ra được nít nè. Là em lên cùng cô chú, nhờ cô chú như anh chị mình tham khảo ha. Con tiếp tục đó là con số 11 cô chú. Cái này là Mitsubishi TL33, TL33 cô chú. Cái dòng này thì nó là bơm nước xách tay. Cái máy này để em quay kỹ cho cô chú nhìn ha. Trước tiên nó là thương hiệu Mitsubishi thì cô chú nào có xài cô chú biết rồi đó. Cái độ bền nó rất là cao. Mà khi máy này nó về bên em, cái bình xăng nó bị lủng chỗ này nè. Nên bên em có thay một cái bình xăng cô chú. Bên em có thay một cái bình xăng. Chứ có thêm cái chụp trực nè. Có cái chụp que nè. Đó, bởi cô chú nhìn thấy cái nắp chụp que này nó mới ha. Đó, hai cái. Còn cái bình xăng này á, cô chú nhìn thấy gon là lý do là bên em có xúc rửa bình xăng này cắt gon lại cho cô chú. Để mà khi bán tới tay cô chú xài á thì cô chú không cần can thiệp gì hết ha. Còn ngoại hình thì cái bô nó sáng như nè. À, máy này thì em cũng xin chia sẻ là em có đăng 2 lần rồi. Nên bữa nay là em xả hàng cho cô chú mình ha. Cái này thì họng hút á, thì em thấy nó là 34 nè. Con xả nó 34. Hút xả 34. Còn lưu lượng nước á, thì em thấy nó để này em không biết nè. 110 lít. Trên min. Là trên 1 phút ha. Cái này bị chữ nhật không em nhìn em không biết cô chú ơi. Chắc em phải qua một khóa huấn luyện sơ cơ bản về cái này mới biết, còn mấy thông số để em nhìn thôi. Rồi bây giờ để em nhờ nhịn tết hàng cho cô chú mình ha. Mitsubishi TL33. Riêng về cái đầu máy nếu cô chú mở ra lên mới cần là tuyệt vời luôn. Lưu ý là công tắc nó nằm trước mặt ha, nên rất là tiện dụng cho cô chú mình tắt bật nè. Nó nằm ngay trước mặt mình nên mình khó quên lắm. Dễ sử dụng. Dây giật nó vẫn tươi gì đâu cô chú. Rất là đẹp luôn. Hồi lúc về là em nhìn thấy nó là em khoái rồi đó. Rồi giờ con test lại cho cô chú mình lần thôi. Để em quay kỹ lần để cho cô chú nhìn ha. Trước tiên nữa là thương hiệu Mitsubishi TL33 cô chú. Cái này là hàng Nhật Bản. Máy này nếu mà cô chú muốn tưới nước không thôi là mình sử dụng như mình phát cỏ thì cô chú mở cái này ra ha. Thì cô chú lên mới cần. Nhưng mà cô chú cần phải đem ra tiệm nha. Vì cái này nó có cây cốt rời, rút cây cốt nó ra mình lên bố mình mới xài mới cần được cô chú. Còn hiện tại nó là bơm nước xách tay, hút 34 xả 34. Nếu cô chú tưới bông tưới hoa là cái này như đạn luôn á, nó rất là ok luôn. Thứ nhất là nó bền, thứ hai là nó nhạy, và thứ ba là tiết kiệm xăng. Rồi em xin báo giá xả hàng bữa nay cô chú. Cái này em bán cô chú là 1850 bao ship nè. Tại vì máy này em có đăng 2 lần rồi nên bữa nay là chỉ bán thu hồi vốn thôi. Con đây nè con. Rồi 11 cô chú. Rồi tiếp tục là cô chú là con số 12. Con này là nguyên bản nè, con này đúng chất cái nó luôn nè. Nhìn áo thì nó không đẹp như cái máy nãy cô chú. Nó không đẹp như máy nãy nhưng mà nó là chất như nước cắt luôn á. Máy này đặc biệt là về không có xúc bình xăng luôn. Bình xăng hoàn toàn chưa mở luôn cô chú. Về đổ xăng vô chạy luôn. Mitsubishi TL33. Thì nó cũng y bon như mấy trước rồi. Này cũng hút 34, ra 34.
À, lưu lượng nước thì cái này bon như thông số như bên kia cô chú, nó là 110 lít trên một phút nè. Cái chân nữa thì người ta làm nó có bốn cái chỗ bám giống như bốn cục thun vậy nè. Còn này là tất cả đều win hết cô chú, hoàn toàn máy này là không đụng chạm bên trong bất cứ cái gì hết, không xúc bình xăng luôn, về chạy luôn. Rồi nhà con test hàng cho cô chú mình nè, việc nó trắng rồi. Quay lần cho cô chú nhìn ha, đây là Mitsubishi tên là 33. Cái thương hiệu này nếu mà cô chú nào nhà có điều kiện ha, cô chú xài những cái máy gì, thứ nhất là độ bền nó chắc chắn, thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu, và thứ ba là nó không bị mất giá trị của chú. Cô chú xài lâu cỡ nào lâu nhưng mà về cái giá trị của máy là nó không có bị mất giá trị như máy Trung Quốc, xài hoài giá trị nó vẫn cao. Còn dây vật thì nó mới nè cô chú. Rồi em xin báo giá cô chú mình ha, cái này là em tính với cô chú là 21 em bao ship cô chú. 21. Ây da, cái hơi nó mạnh dữ dằn rồi ta. Rồi cái này máy số mấy con trai? Dạ số 12. Số 12 cô chú. 12. Chứ vụ quá mạnh giật cái máy lộn mèo. Con tay mình không có cái hơi nó nhiều cô chú. Rồi tiếp tục cô chú là một con máy 4 thì. 4 thì cô chú, nhưng mà cái mẫu mã của nó là nó, nhưng mà cái máy này Komitsu mà cái nó là 4 thì. Máy này về thì bên em có thay cái bình xăng con cô chú. Có thay cái bình xăng con. Bình xăng con 4 thì, bình xăng mới nè. Mà cái này nó thiết kế cái cổ xăng nó nhìn cô chú nhìn thấy nó hơi quái quái nha. Nó niễn suốt. Nên mình nhìn về sơ lược mà nhìn giống như mấy cái Gobin mà 4 thì hoặc Makita cô chú. Nhưng mà cái mẫu này nó thiếu cái nắp chụp e, nhìn nó hơi lạ lạ. Đây xăng đây, bình xăng lớn đây, còn nhớt lên đây cô chú. Còn máy thì nó là tâm liền, còn nòng nó bao nhiêu ly thì nó thật sự cô chú em cũng không biết nó là bao nhiêu ly luôn. Bị trước giờ em chưa từng mở ra cái Komitsu mà 4 thì này bao giờ luôn á. Đầu bò trắng kẹp thì nó còn nguyên thủy ngồi chú. Hơi này nó để 26 vậy chắc nằm 34 ngồi chú. Nằm 34 con mít xu. Rồi bây giờ chú nhờ con chát hàng cho chú mình đây. Cái này cái máy này thì công tắc nằm trên đây cô chú, công tắc nằm trên chỗ cái tay cầm này. Tay ga này, tay ga đẩy nè. Rồi nhà con test lại cho cô chú coi. Rồi em xin quay kỹ lên một lần nữa cho cô chú nhìn ha. Trước tiên đó là Komitsu. Mà thông thường Komitsu như cái dòng này em thấy hai thì là nhiều. Còn con 4 thì này em mới thấy lần đầu luôn á. Cái này thì bên em có thay một cái bình xăng con cô chú có nhớ lưu ý giùm em ha. Còn tất cả trong máy thì bên em hoàn toàn không có can thiệp. Còn ngoại hình thì máy thiếu chụp e. Còn tay lái thì tay lái nguyên theo máy nè. Công tắc nhấn nè. Tay ga đẩy nè. Đó, cần lắp nó gì đây. Rồi bò chén kẹp nó gì. Rồi cái này em xin báo giá cô chú ha. Cái này em bán cho cô chú là 1.400.000 em bao ship cô chú. 1.400.000 bao ship. Người ba.
Rồi tiếp tục cô chú là một con Gyobi, mà cái này nó thuộc rồi. Là Mitsu TL cô chú. Này nó TL nè. Mitsu TL 20. Ngoại hình thì nó như đây. Cái này nắp chụp e thì bên em để sẽ gắn lại cho cô chú mình ha. Cô chú nhìn cái cụ sông của bình xăng nè. Cái vàng như nghệ luôn đó. Máy này thì nó nguyên bản nè cô chú. Nguyên bản. Mà em không biết là có sức của bình xăng rồi chưa. Cái này nó xài le đỏ nè. Xài le đỏ. Cái dòng này thích hợp cho cô chú như anh chị nào mà có vấn đề sức khỏe hay hoặc là người già rồi á. Thì cái này nó rất là nhẹ cô chú, nó tầm cỡ khoảng 4,5 kg đến 5 kg à. Nó rất là gọn nhẹ. Cái ưu điểm lớn nhất của nó là nó rất là bền. Với thứ hai là nó tiết kiệm xăng. Dòng Mitsu này nói về tiết kiệm xăng chứ nó độ bền rất là cao cô chú. Còn cái này thì bên em có hai cộng dây ga nè. Cộng dây ga này cộng dây ga mới nè. Còn tay lái cần thì nó là nguyên thủy theo máy hết cô chú. Móc cần nó nằm ở đây. Cái này nó móc cần nữa em sẽ dời bên đây ha. Nó móc cần xong nó nằm ngược bên này. Đây Gyobi. Cái cản gác rồi nó còn đầy đủ coi chú. Đầu bò dán gẹp lên. Rồi nhờ con trai test hàng cho cô chú mình đây. Con để cái đầu bò lên trên. Cái bình xăng này nó chưa ngon rồi. Cái bình xăng này nó có cái khuyết điểm mà cô chú ơi, nó gãy cái chỗ cái bách chịu nè. Cái này là mình phải thay, cái này nó bị mất cái đế để chịu ga lớn cái nhỏ nè, bởi hàng chi số nhỏ cái đầu nó không có chỗ dừng nữa cái chú, nó không có điểm dừng, nó bị tắt nè. Nhà con test lại cho cô chú, nếu mà cô chú có bình xăng zin nó có bát này thì bắt lại ha. Đó, nó không có điểm dừng, nó không có điểm này, nó xuống cái nó tuột luôn à. Mất cái bát nè cô chú, thấy còn cái dấu gãy nè. Rồi cái này em cũng xả hàng em bán cho cô chú mình luôn ha. Cái này em tính cô chú 1.050.000 em bao ship. Hay về cô chú nếu mà có cái thất trên của cái bình xăng thế này nè thì cô chú gắn qua, hoặc là cô chú có cái chuẩn nè, mình lên ga cỡ nào mình quen tay á, nó có độ nó rút ga vô cái này á, mình giật nó mới chạy ha. Nhiều khi nó nhỏ quá là nó tắt cô chú. Máy số mấy không? Dạ số 14. Số 14. Rồi số 15 lôi qua con trai. Rồi tiếp tục với cô chú là máy số 15 là một con Honda GX22 cô chú. Máy này thì rất là mới luôn, rất là mới. Máy tinh da băng. Cái này thì nó về nó thiếu cái nắp chụp e ngoài cô chú. Em có nó gắn cái nắp chụp e mới nè. Em mới vô cái cô chú nhìn thấy là nó không có khớp với cái nắp cũ, hung là nó đồ nó không có khích khao á. Nè, cô chú nhìn thấy không? Qua cái này nếu mà về là phải bắn ngóc dít thế gì. Còn cái này là cái đế trong là cái đế bãi của nó, còn cái nắp ngoài là cái nắp mới nè. Em gắn vô cái đầu nó có tình trạng như vậy đó. Còn máy thì máy này là máy 4 thì cô chú. Máy 4 thì GX22. Ngoại hình thì em nhìn thấy cái máy nó còn rất là đẹp luôn nè. Rất là đẹp. Cái này hàng Nhật Bản cô chú nhìn bình xăng nè. Rất là mới luôn. Tay lái thì nó là thiết kế tay lái mà mình đi trong mấy cái học của đồ này kia ha, nó rất là gọn, mình cầm cần lắp rất là mới luôn. Công tắc thì kết hợp công tắc đẩy nè, công tắc đẩy trên tay cầm rất là mới của chú ơi. Honda luôn, đầy đủ phụ kiện hết. Là bò này biết chừng nào hư nó nổi, mà nó lại thiếu cái chén kẹp rồi cô chú ơi. Cái này cô chú nào có chốt thì em tặng cho cô chú bộ dán kẹp như con ốc nè. Cần lắp hết sức cả. Rồi nhà con test hàng cho cô chú mình nè. Đây, đây là
hơi kêu đạn, con test lại cô chú mình nè. Cái này nó bị kêu đạn, mày không biết kêu đạn ở đây hay là kêu đạn trong máy cô chú. Nghe tiếng nó bị xào. Mà máy zin nữa mình mở ra uổng quá. Máy quá trời mới. Có khi là người ta bỏ mưa nắng lâu ngày, là một là nó xét cái khô đạn trong đây, hai là trong máy coi chú. Nếu mà ở ngoài thì nó đỡ, còn nếu trong máy là mình phải có tay nghề, mình muốn hết kêu mình phải mở ra thay. Còn có một số trường hợp là nó hơi hiếm á, là mình chạy thời gian nó sẽ tự động hết, là mấy cái dân bi nó tròn lại thì nó hết, nhưng mà nó không hết thẳng coi chú, nó còn nhưng mà tiếng nó nhỏ hơn. Rồi nhờ con test hàng lại cho cô chú mình đây, cô chú nhìn chị. Rồi em xin báo giá cô chú mình ha. Cái này em bán cho cô chú 1,5 triệu em bao ship cô chú. Nếu máy này nó không kêu đạn là không có giá này cô chú. Máy này không, nếu không kêu, máy rất là mới luôn. Còn bên em sẽ tặng cho cô chú ốp lưỡi đầy đủ ha. Còn nắp này thì nữa em gắn gì cô chú vô khó bắn ốp để nó rớt cái nắp ủng. Quá này mà không rớt. Đúng rồi. Số 15 thông minh dữ ta. Số 15. Rồi em cũng xin kết thúc video này tại đây cô chú. Em hẹn cô chú ở video sau ha. Chào cô chú. Rồi cảm ơn mấy đứa con nha.